ui 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 cái gì đại pháp hả? Ui 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 da, ôi da, về quá, về quá, no, oh yeah, yeah, shit, holy shit. Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Jacky và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft 1.9. Và hôm nay mình sẽ chơi mắc móc. Cái map này gọi là The Moon, nghĩa là mặt trăng. Bay lên mặt trăng, đi lên mặt trăng. Thì nói chung á là các bạn coi, đây là không phải là mod. Nói trước nha, đây không phải là mod, mà là một cái map mà được làm bởi 1500 command block. Rất là nhiều, mình bấm vô đây để xem, nhưng mà không có thời gian. Thì nói chung á, đây là hai cái thằng trợ giúp tác giả đây, thấy không? Mình nhìn đi đâu nó nhìn đến đó, không nhìn dơ vãi. Rồi đây là cái thằng trader, thì mỗi lần lướt vào thì nó sẽ cho mình cái đồ giống như dương lạng. Bạn thấy mình đi đâu nó nhìn đến đó kìa. Thì ok, mình cốt truyện là mình sẽ đi chuẩn bị mình một phi hành gia sắp bay vào tên lửa và bay lên mặt trăng. Thì các bạn thấy nhìn ở đây những hai đẹp thôi, đi vô nào. Ui 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 cái gì đại pháp hả? Ui 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 da, ôi da, về quá, về quá, no, oh yeah, yeah, shit, holy shit. Ui cái gì vậy? What, cái gì đấy? Mình vừa thấy cái gì đấy? Holy shit, cái gì đây? Oh, súng trăng rồi nè. Oh yeah baby. Thôi từ mình vô đi, mình chưa mặc đồ gì mà. Thì bạn thấy FF của mình hiện tại là rất là thấp, tại cái game nó ngốn dữ quá. Bây giờ mình sẽ đeo mấy cái đống xịt vô. Đánh lẻ các bạn, cái game này á, này nó có cái tên riêng của cái game này. Ví dụ là cái này quần được quần hình da, mà cái gì là Golden Black Game. Thì tại vì mình không biết cách để làm cho nó có cái tên riêng cho cái game, mình không biết cách làm sao luôn á. Nhưng mà mình cũng cách cài được skin rồi. Thì đây là 1.9 nha các bạn, thì nó sẽ có rất nhiều sự khác biệt. Ê, chết da, cho mình quăng, lộn. Mình vô, đó, có tiếng đây vô. Đó, phi hành gia rất là đẹp trai. Thì bây giờ mình đi các bạn xem. Đầu tiên cái này là cái đèn pin Flash Light. Còn cái này là cái các bạn có biết mấy khoan không? Thì mấy phi hành gia hoàng trụ muốn khoan cái gì thì cầm mấy khoan theo. Đây là cái con, cái này là thực ra là Titanium. Nhưng mà trong game này biết tại sao mình còn gọi là cái này. Còn đây là đồ ăn nè, còn đây là cái stick. Thì bây giờ mình có ở đây có hai cái giường ngủ, ở đây là một cái lò nướng, phải không? Cái lò này á thì cần phải có năng lượng, thì mình chỉ cần bỏ năng lượng vô đây thì nó không giống như bản thường đâu. Cái này bỏ năng lượng vô á thì nó sẽ bình. Đây là cái pin các bạn, mình sẽ kiếm pin bỏ vô và nấu đồ ăn. Bây giờ ra ngoài đi mai nào, cô thi đi mai ngoài vũ trụ xin được phép bắt đầu. Thì các bạn có thể thấy thì đây là cái đèn pin không, mình lít chìa phải vào. Ủa xong có gì hết nhỉ? Từ từ. Game lỗi. The fuck. Từ từ. Bình thường là lít vào được có đâu mà. The fuck game lỗi. Thì nói chung là mình sẽ cầm cái mũi khoan này mình đi khoan. Ồ game lỗi à. Nó lẽ phải nhảy cao lắm chứ. The M. Các bạn thấy không? Đây là cái đèn mình bật nè. Tắt đèn. Thì hồi nãy nó cái game này nó bị lỗi một chút á, nên mình không xài được cái này. Thì khi bạn dùng cái đèn pin này nè, bấm chìa phải vào thì đây là đèn pin nó bật sáng lên, thấy không? Có thể nhìn được mấy cái có lock ở sao chỉ có lock gì kìa, tắt đèn. Thì cái đèn này sẽ không còn năng lượng cũng được. Nhưng mà nghe tiếng thở ghê quá. Đó, thở của thằng này nè. Bây giờ sẽ đào cái này. Cái này là năng lượng. Cái này là sodium. Thì dùng để mình nhảy cao được mà. Mà nãy cái bị lắc hay sao bây giờ nè. Ở ngoài vũ trụ thì không có trọng lực á, thì mình sẽ nhảy cao hơn. Thì kia có một ngôi nhà, thì mình thấy ngôi nhà đó rất là nguy hiểm. Khi vô đó thì mình sẽ nói chung là dễ bị chết. Thì bây giờ mình sẽ coi có mã keep inventory không. Game keep inventory 2 đúng không ta? Ok.
chỉnh tới đó thôi, không chỉnh nữa đâu. À, tôi ở đây có nhiều hay, cái này là nước nè, nghĩ giờ không sao. Ui, tiếng gì đấy? Ôi, thôi. Tiếng gì đấy? What the fuck? Thì hay mình biết đó là cái tiếng của lượng hành tinh đó, nó thấy mình là nó đến, nó đập mình đó. Thì bây giờ mình sẽ đi dùng cái đền này. Ở trong đây nó có rất là nhiều thứ hay ho. À, cái game này các bạn, nó không như máy đắp thường đâu. Thì muốn làm cái crafting table á, thì mình phải đi kiếm cái nguyên liệu để làm. Thì mình sẽ kiếm được thì mình sẽ nói cho các bạn nha. Cái này, ở đây có lava nè, ghê quá. Quả nha, cái tiếng này lava thì mình bắt cua gà như con kẹt á. Nhưng mình nên, vì thế mình sẽ lấy đá mình lắp đường đi, cho đi cho nó dễ. Không nên chủ quan là chết á. Nhá, các bạn ai không bắt cua được thì đừng có tập bắt cua. Ok, đập đất lông. Thôi con này thở ghê quá. Thôi vừa thôi chứ. Đây, lắp lại đường đi nào. Đừng anh không biết đi nè. Đã non dream. Ok. Ôi tổng được ghê quá. Nhìn nè, mà nhảy cái lên nóc nhà luôn. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Mình chỉ có cái khoang này thôi nên để mình để qua đây. Mình sẽ bắt đầu đó bạn ơi. Nhưng nghe nói cái này là không có chỉnh mã keep inventory được. Nên chứ phải thật là cẩn thận. Úi trời ơi. Ở cái này trên đầu nguy hiểm nha, bắt cua ngu á, rớt xuống đầu nữa. À, để xuống đây đi, rồi, dễ, easy. Ok, đường đi nè. Ồ, thổi ghê quá hò, ui. À, mà cái điên này phải không? Ngon. Yes. Cái này không phải chơi điểm nha các bạn, cái này là chơi có khoa học. Hết rồi. Đấy, chơi là phải có kỹ thuật. Thấy không? Ôi, bắn cung nè. Hơn này mình nhìn kịp cái này nha. Đọc cái này ra, rồi. Cái này nó có cho mình mấy cái cung tên Ospa, lấy được nè. Mở cái đọc cái này được không ta? Nó ra cái gì nè? Được không? Không tới tầm rồi. Phật, có hai đường. Mình sẽ đánh dấu ở đây. Ok, có gì mình sẽ đi qua. Hello. Liberty, trời ơi, hai đường nữa. The fuck. Thường là đường nguy hiểm nhất là đường chỉ có đồ nhất, mình sẽ lấy. Hy vọng là mày không phụ lòng tao. Ok. Cái này nữa. Ê. Bây giờ mình sẽ lấy mình mấy cái lóc này đi đào tiếp. Có một cái công tắc, mình sẽ bấm công tắc vô cái nó nổ cái đùng quá bạn ơi. Bạn nghe nói cái vô này gì vậy đó nè. Weapon. Rồi, hình như là có cái gì đó không hay rồi. What? Ngon. Cái này là đồ ngon nè, mang vô. Ủa tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? What? Cái gì vậy? Hình như đeo này vô bị chết á. Holy shit. Đeo này vô là mất máu à. Ôi, kia có cái hòm. Nhưng mà mình nghĩ là cái hòm này bậy. Đi này có sao vậy? Ghê quá vậy? Thôi từ. Sợ, mình sợ. What? The fuck? Lắp lại được không? Được nè. Lắp lại bà cho rồi đi. Vậy mà mình không nghĩ ra. Không, lắp lại nó vẫn vậy à. Ok. Lắp lại đường này. Rồi đó. Ôi trời ơi, biết ngay mà đậu mơ mày. Mình sẽ thôi ăn sau đi. Cái này rồi đi ở giữa nè, không bị mất máu. Hồi nãy mình đi đường này phải không, gì đường này mấy cũng nhiều quá trời ơi. Mong là nó không spawn ra mấy con cờ hói gì đó, mình cũng không muốn nó spawn lắm. Trời ơi. Ôi hết block rồi. Canh lao ngon lành, canh đào.
cái stick hả? Cái này trong game mình không biết dịch, cái game này nó bị lỗi hay sao mình nó không hiện ra cái từ trong game. Có một đường nữa qua luôn, cẩn thận lớp này vào luôn đấy. Người thông minh là phải làm cái gì dày. Đường nào là đường nào ta? What the fuck, bắn mình kìa. À có cách rồi, mình đứng nép vào bên cái bấm đó ngon, đứng nép vào bên là không bị sao. Mày tưởng mày bẫy được anh à, còn non lắm. Nó lâu à. Ngon. Lên rồi lại xuống hai đường luôn, từ từ đột phát, từ đứng nép vào bên. Cái này bị lóc rồi hả? Really? Really nigger? Gì đây? Ồ, đây là cái lóc gì đó, mình sẽ lắp lại cái lava để nó không bị trôi đi. Ok. Rồi mình đào ra. Ý là được không? Mình nghĩ là đào không được. Mất luôn. Quẩy! Nên đi đâu đây, tụi nó đi đâu đây. Ở đây có đường nè. Đập mấy spawn này ra. Mấy spawn này rất là nguy hiểm. Sao không có đường? Bên đây có đường không ta? À đúng rồi, có đường nè. Úi, là tiếng gì đấy? Đấy rồi. Hey. What? Sao mở không được? Ê anh ơi, anh gì ơi, sao mở không được? Hay mình phải lắp lại cái này? À được rồi nè. Lắc game à. What? Giờ mới được rồi. The fuck. Mình được mấy cái thứ này mình không biết để làm gì. Nhưng phải crafting table á thì mới làm được. Thôi kiếm đồ rồi. Mong là cái game này nó có cho mình chỉnh cái inventory, nếu không mình chết á. Ui đói rồi kìa, đói rồi đó. Bỗng dưng lại đói. The fuck. What the hell? À, điên này, ôi lava nhiều quá, để mình tính đường coi. Đi đường này qua thì hay mình bấm theo cái bách này đi nhanh hơn các bạn ơi. Theo logic của mình á, đi theo đường này nè để mình lắp lại. Thôi mình đào cái này. Ok bây giờ mình đào xong nãy giờ rồi, giờ mình sẽ lắp lại đường và đi. Đó, những người đẹp trai mới đi đường này, ai xấu trai đi đường kia đúng không? Bây giờ lắp lại cái đường này cho đẹp trai chút. Đó, ai đi kia đi vòng, trời ơi thanh niên. Mà phải đóng ống ship để không bị sao. Đó, những người đẹp trai đi này. Ủa, có cái hòm kìa, ngon. Lành cành đào, mình lắp lại này luôn, nguy hiểm lắm. Trong lúc đó thì mình sẽ làm mấy cái mép mình bên cạnh này nè. Đó, có thêm lóc để đi. Rồi, đấy. Hỏi những người đẹp trai, chứ mình cứ bị tụt máu rồi vậy, what the fuck. Mình bị cái lời gì á, weakness mà cái làm gì đâu. Hay mình cầm cái này theo, bỏ ra ngoài coi. Fuck, ở đây dễ bị đói à. Rồi hỏi những người ngon chim đứng đó, cái wheat và cái crystal dùng lum vậy, quánh đập cái này cái gì đây. The fuck. Ôi. Đây các bạn, đây là cái đường mình chưa đi nè. Đó, đây là đường mình chưa đi. Hy vọng là không bị sida. Lắp lại cái đường mẹ này đi. Rồi. Ôi trời ơi, hết lóc. Fuck. Fuck. Nó quá. The fuck. Càng đi càng ngu. Ok. Hy vọng. Tại sao mình càng đi mà càng đói rồi sao? Hy vọng là có đồ. Úi trời ơi, nó bắn kìa. Bắn mình nát người luôn. Cái game. Vãi game.
trôn không à. Bên đây á, thì cũng có một chút đường nè, mà thích đi theo cái đường này khỏi cái đồi mình mới về. Không đồ là không về. Ok, có đồ mới về nha, không không có đồ là không chịu á. Đó, ô phất, mình làm gì vậy? Rồi xong, đi qua. Ấy, what, sao lại đi xuống lầu? Ở đây có, yes, cái mũ khoan xịn rồi. Thôi mình đi về đây các bạn. Hẹn lại các bạn ở trên nhà. Ok, thì mình đã trên thuyền rồi và mình đã cất hết đồ và chuẩn bị tự tử ở đây. Hãy giết tôi đi, tôi muốn chết. Mình sẽ đứng đỉnh đỉnh nhà xong nhảy xuống tự tử. Mình để hòm hết đồ rồi nên không lo mất đồ nữa. Có cách nào hả? Hãy giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Help, kill me please. Ủa, đi chậm đi như con bò luôn. Có cách là kill không? Đó, respawn lại. Ngon, respawn lại full máu luôn. Bây giờ mình chỉ các bạn cách cách làm cái Rapid Rebel, thì có cái này với lại cái titanium á. Thì hồi nãy các bạn cũng thấy mình có cái pickaxe xịn đó, đây là cái này, cái khoan xịn. Thì bây giờ mình sẽ làm cho bạn cái phớt. Nãy mình quay xong tự nhiên bấm bấm lỗ nút tắt quay cái xong mình làm lại. Thì mình chỉ các bạn cách lắp cái Rapid Rebel á, thì bạn ra xa nhà chút và bạn thả nè cái cục titan, nó mới là cái cục này nè, thả xuống hai cái trên đất luôn. Rồi đó, nó biến thành cái Rapid Rebel. Thì đây là một cái Rapid Rebel mà hãy ráp cái gì cũng được, nhưng mà công thức á thì không phải là công thức trong Minecraft thường. Thì bạn có thể thằng này nó cho tác giả nó cho mình cái hình ảnh về cách ráp á, ví dụ như ráp vũ khí nè, ráp kiếm này nọ. Thì mình bây giờ mình chưa có đồ nhiều lắm nên mình sẽ đi mai. Đi mai ngoài vũ trụ là một công việc khá là khó khăn và nhàn nhã, nhưng mà mình sẽ tiết các bạn. Ồ, cái gì kìa đó, mới nói xong đây là một cái gì đây, cái cục gì đây, đây là Ồ, đúng rồi, gold nè. Giờ các bạn hãy nhớ cho mình nha, cái gold này là titanium. Tại vì cái game này không biết họ làm cách nào để dịch ra cái game tiếng trong game á, mà người nước ngoài làm được mình làm được. Cái này là redstone nhưng mà trong đây là cái gì đó, cái chất gì đó. Bây giờ mình sẽ đi mine tiếp nào, để coi có cái gì không. Mình quyết định làm cái này cỡ cầm 45 phút hay 1 tiếng gì các bạn xem cho đã, tại vì cái này mình chơi chưa đã lắm. Đây, titanium đây. Các bạn nhớ gọi nha, đây là titanium. Cái mũ khoan này sẽ không được. Ô, đèn pin, cầm đèn pin lên để soi. Đó, cầm đi phải cái này đó. Đổi lại, bật đèn lên. Rồi, được không? Không được, xài hai tấm được. Khi mình nghe tiếng tiếng quái vật á thì mình phải chạy trốn nhanh, nếu không là cái lũ quái vật nó đuổi theo mình giết á. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm một số nói chung gọi là nguyên liệu, nhiên liệu gì đó, ví dụ như là titanium. Cái game mình chạy không được bạn ơi, chỉ có nhảy thì à. Nhảy này đó. Bây giờ mình phải bám vào mấy cái mép. Có cái mấy cái cục gì kia, mấy cái cục cờ gì đó, thì mình lên coi có cái gì không. Cái tiếng game thở ghê quá. Ôi, đây là công trình của một số người trên mặt trăng. Chúng tôi không biết mặt trăng nó có cái thứ gì nhưng mà bọn họ rất là tôn sùng ở chỗ này. Đây là một cái thiện mọi hay đào ra để làm gặp. Ok, ngon tịch thu luôn. Cái tội xây cục giữa mặt trăng làm xấu đi địa hình. Đây tao lấy luôn, mày tưởng mày ngon à, ngon chim nhỏ. Úi rồi ôi, cái gì ở đằng kia kìa, một cái thành phố thành phố trên mặt trăng. Ngon chim, để mình đào cái này coi. Cái này là cái nhiên liệu sunium, sunthadium gì đó, công dụng như than vậy á. Còn cái này là sỏi ngay mặt trăng. Mình cất, mình cũng có chỉnh cái inventory rồi nên hy vọng là chết nó không bị sao, hy vọng là thế đi. Cái game mà thở ghê quá.
lấy à. Rồi ở đây mình phải đào xong rồi mới vào thành phố kia sau. Đây có hai cái mỏ ở đây, titanium và thulium. Thulium còn không? Mình phải cầm đèn lên à, để soi. Cầm đèn lên soi cũng đã các bạn ơi. Mình soi coi ở bên đây nó có cái gì không. Đó, tôi đi chậm rì với cha nội. Night vision à, cái gì tôi bỗng dưng đi chậm rì. Ở kia có thành phố, anh lắc vô sâu mình nãy mình vừa thấy ở cái này nè, ngon. Đây là cái mà không biết tên trong game là gì, nhưng mà mình đâu rồi, đấy chưa, đấy rồi hả. À, cái này vẫn là titanium mà mì đồ tao đấy à, vẫn là titanium. Vâng thưa các bạn, ở kia là thulium. À, cái gì sutadium nhá, gọi là than niêm cũng được. Yeah. Đào luôn. Ok, khoan hãy vào thành phố đã, thành phố đi sau. Đây còn không, hết là hết chưa, để chắc ăn có ý mà. Ở đây có ai nè, nhiều đúng nhiều luôn. Yeah, sodium, I love su suka suka vodka. Đấy, đi tiếp. Ta-da, 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 đi mai ngoài vũ trụ. Rồi, ok. Minecraft mặt trăng survival. Mình sẽ đặt tên game này là Minecraft mặt trăng survival. Cũng hay á. Bây giờ vào thành phố thôi. À, bóng đèn lên, chiếu sáng, soi sáng tất cả mọi thứ ở đây. Miễn là không có gì, ok. Tôi sẽ xâm nhập vào cái thành phố này để coi nó có cái gì không. Không, cũng mong. Oh, đây là mấy cái ánh sáng. Cái gì nó lẫn này ghê vậy. Vãi. Được cái đồ chứ. Anh này. Sao đi vô? Mình đang ở ngoài rìa nè. Đi vô được không? Đây phải thành phố mà mấy cái cục kia bạn ơi. Đéo phải thành phố. À đưa, có cái gì nè, có cái máy gì nè. À hả, có cánh cửa, ngon. Ở đây nhiều máy móc cái gì vậy. Hello. Mình đào không được mấy cái này, đào được không? Được nè. À, cái này là wet room fossil. Nói chung là máy móc của người ta không đụng vào, vậy là bất lịch sự. Còn này sao? Hello. À, anybody here? Không có ai à? Thành phố chết. Ở đây vẫn vậy, vẫn không có cái mẹ gì ở đây cả. Rồi mình vào ba phòng rồi đó, còn phòng nào nữa không? Phòng này nữa. Đây, đây có cái giường. Ui nghe tiếng. Núp đi, núp đi, núp đi. Các bạn á. Mỗi lần các bạn nghe tiếng á là các bạn phải núp. Nó không là mấy con có giật á, nó thấy mình á, nó giết mình á. Hết chưa, hết chưa. An toàn, clear. It's clear, man. Ôi, đây. Có cửa này, ô. Cả giữa sao không, không sao. Ui, có sao, có sao, có sao, có sao. Em xin lỗi anh. À, ở đây nhiều thứ quá. À, ôi xịt, ôi xịt. Cái gì đấy. Ở đây có nút gì nó ra cái nút đó. Ghê quá. Mình sẽ lấy mấy cái này mình làm đường đi. À... cái gì vậy? Bắn mình kìa. No 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 no. Bắn mình kìa. The fuck. À... đừng nghe anh ơi, em chỉ là một con người đi lạc ngoài vũ trụ thôi. Anh có tấm lòng thì anh cho em đi qua trên này cho anh với. Đó là con cá trong Minecraft 1.8 á. Ôi ơi, bắn mình, bắn mình. No 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 no. Cá ơi đừng giết anh. No. No. Fuck. Fuck it. Đi đường vòng qua. Mà không có đường kia tới đi đường vòng. Trời ơi sợ à. Đó. Đi đường vòng qua đây. Móc lốp xuống lưng nó. Đây. Nghe nói mày ở đây phải không? Đâu rồi. Ơi. Mày ở đây phải không? Ôi. Ôi no 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 no.
được. Ôi, no, đừng anh ơi. Anh đẹp trai rồi. Đừng, 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 mình không spam được. Giết con nè, không tình cái. Rồi, thức mày. Ok, về nhà rồi. Bây giờ mình sẽ nấu mấy cái này. Ớ, nấu cái này nguyên liệu ít thôi, bỏ vô nấu lên. À, pin đã pin thấp, ok, nấu rồi đó. Vãi lần mình có thể nấu những cái thứ gì đây, nói chung là không có thứ nào nấu được hết trơn á các bạn. Cái bình tổn đây là cái này là Endurium nè bạn. Thì Endurium thì nó cũng có ít. À, Endurium hả, có thể làm lá cờ. À, mình có thể làm lá cờ để đánh vị trí spawn của mình á. Mình quyết định là mình tìm thêm cái Endurium mà không biết nó quanh đây không. Cái gì kia, cái lóc gì đó. À, cái này cái gì bình thường hả, tôi có gì hay lắm. Đấy, các bạn nhìn nè, có một cái lóc nhìn rất là lạ, cho mình thử đào lên coi. Cái này à, không có lạ lắm, thực ra là cái Endurium với lại cái Titanium thôi, không có gì. Nhưng mà cái này rất là cần thiết để mình đi mai, thì chỉ cần đổi qua đây sau đèn pin thì bạn có thể thấy được mấy cái nguyên liệu nó đâu. Nguyên liệu đây, soi thôi chứ bạn tắt đèn các bạn thấy có hù phải không, đâu thấy gì đâu. Rồi giờ đổi lại nào, Endurium. Bây giờ mình chỉnh cái event rồi nó không sợ gì hết, khi đó thì tự tử thôi. Đi cái nhà mình đi rồi không có gì hết. Thật ra cũng có đồ ăn đấy nhưng mà mình tiết kiệm, tự sát còn đẹp hơn á. Ok, bật đèn tiếp đây. Quanh chỗ nhà mình thật ra cũng có nhiều khoáng sản lắm, các bạn cứ chờ đi. Ok, để mình để ra ngoài để nhận xem. À, mình có gì mình cho các bạn xem các công thức mình sẽ tràn vào cái video này thì bạn xem cho nó dễ. À, nhìn mãi không có gì ta. Ở đây có nè, sodium, sodium đây. Tiếp các bạn nhìn nào, hay vãi lờ ra. Nhìn nè, mặt trăng. Thường ở dưới đất mà nhìn lên trời thấy mặt trăng, ở đây nhìn lên bên trời thấy cái đất của mình, rất là hay đúng không ạ. Vãi. Các bạn ơi, có cái lóc này nhìn rất là lạ nè, để mình đào thử coi. Oh yeah, bảy bề. Hình như cái này là cái lóc Lalit, nhưng mà cái lóc Dolly, nhưng mà trên trong hành tinh này gì ta. Phật, mình không biết, mới lên search wiki nhưng mà mình không thấy cái tên, không biết cách nào để search. Bây giờ nè, rất là nhiều ở đây, cái ngọn đồi này rất là nhiều và khách sạn, thì có lẽ mình sẽ skip, tại vì nếu mình quay thì quay chắc mấy tiếng luôn quá, thấy không. Bây giờ mình sẽ quay lại khi mình đã hết chỗ này. Ok, hẹn gặp lại mọi người. What the fuck, các bạn nhìn này nha, nhìn nè, con gì đây, con gì đây. Từ từ, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Em chỉ đó, anh ơi em chỉ đào một số khoáng sản rồi, nó cầm cái kiếm ghê quá, bự chạy bá luôn. Hồi mình đi trốn đi, hồi mình đến gần, hồi mình đến gần ghê quá. Ơi chưa kịp đào gì hết, đậu phộng. Đang tính đào là mình đào được cái gì có xíu à, phất kịch đậu xanh đậu má, đậu má đậu xanh. Fuck, thôi đào mấy cái qua này đi. Hy vọng là mấy anh không có, hy vọng là mấy anh đẹp trai hơn em tưởng, chứ anh xấu trai quá. Em muốn sợ, muốn xỉu. Ok, thì mình sẽ ghi nhớ cái đồi đó là cái đồi có rất nhiều ánh sáng. Cũng này cũng nhiều nè. Hả, 49 rồi. Ôi, 64 quá trời vậy. Đồ mờ. Cái này cũng nhiều nè, lấy luôn. Mình cần cái Titanium hơn, Titanium nó có nhiều dụng hơn. Fuck it, đông quá. Các bạn nhìn đây, đây là thứ mới mình mới thấy luôn. Thấy mình biết đây là Uranium đúng rồi, nghe nè. Uranium. À,
Thấy không? Bà thấy cái game này nó lạ chỗ này, nó có mấy cái Alien, Gravity, rồi Urium á là thành tích. Nó có nha cái chữ trong game luôn, mà trong đây thì mấy chữ trong Minecraft, Sandstone, Gold, Coal, Iron, nghe củ chuối vậy. Mình thề luôn chứ. Thì thành tích nãy giờ của mình là Alien Loot là mặc đồ, là mình lấy được cái Alien Shot nè, Gravity thì nhảy 200 lần trên mặt trăng nè, Urium là thành tích lấy được Urium nè, thấy không? Cái game vậy á, mà trong game mình chơi nó không có cái hiện hiện cái item trong game cho đẹp, nó hiện vừa Iron, Gold, nhìn Chida, Valor. Ồ, đào đáo quá. Chắc mình về được rồi đó, về nhà là nghỉ tại đây luôn. Quay được mấy tiếng rồi. Tại mình tính còn nhiều thời gian mình quay chút. Bây giờ kiếm đường về nhà. Ok. Ok, bạn coi nè, ở đây có một cái tòa tháp gì ở đó. Nhưng mà mình chưa thật sự là sẵn sàng đi muốn vô lắm. Nhảy xuống cũng giống như cái ở trên thôi, thì mình sẽ thật sự là mình muốn về nhà hơn là đi chỗ này, thì mình sẽ về nhà. Có gì sau này mình sẽ quay lại. Úc, cái này có quay hay đây, mình chơi ra. Đây là cái Iron Rod. Ơ, nó hiện cái Alien này nè, sao cái này không hiện Alien? Ôi, có mình cái item này nó ghi là Alien, còn cái này nó tên bình thường. Vãi game logic. Hello, mình thử lấy mấy cái góc này có gì hay không. Đá remastering gì luôn nè, không khá là hay. Không biết mấy cái này có gì không nha. Mình chỉ lấy chơi thôi. Ui trời, có không có gì không. À, có cái này nè, mình chỉ lấy được cái này đây. Đấy, đây là thứ mình cần. Lại là zombie, đây lại là cái vụ lũ quái vật đó. Không sao, nếu mình chết mình chỉ quay về nhà thôi chứ không có gì hết. Cái con quái vật đó nó đi đâu rồi, mình qua đây mình trông đồ của nó. Cái này mới cái gì cái đem về chơi coi, hy vọng là nó không giận mình. Đây luôn, mặc dù thầy. Nhà ơi, em ở đâu? Nhà ơi. Ý, chết cha cái thằng alien nha. Help me to me nha. Cái gì vậy? Cái gì cọc cọc ghê vậy? Ok, về nhà an con mẹ nó toàn. Thì bây giờ mình sẽ cất bức đồ ra và mình nấu đồ. Đây, mấy cái này rất là hay. Mình sẽ bỏ này vô và bỏ năng lượng vô đây nè, sạc pin thôi à. Thấy không? Bà thấy cái này tụi nhanh không, cái này là không phải than nha, nó như là sạc pin vậy á. Bà sạc pin cho cái này chắc là nhanh nào, nghĩa là bỏ càng nhiều á thì nó lại càng nhanh. Rồi, nếu bạn hết nguyên liệu á thì nó sẽ chạy chậm hơn, thấy chưa? Đó, có năng lượng nó chạy à. Thì bây giờ mình chỉ các bạn cách làm cái lá cờ American. Thì bạn bao quanh như này nè. Ok, xem mà bạn lít một cái đỉnh đầu của cái này nè. Đâu rồi? Đó. Được ra. Cái quần ố. Mình có làm cái con mẹ gì đâu nó ra cái này. What the fuck is this? I don't know. Bây giờ mới được nè. What the fuck, hồi nãy mình làm hình cái quần hả? Hiểu không các bạn? Để có gì mình xem lại cái game này. What the hell? Mình đâu có làm cái quần đâu. Hay nhờ. Mình cũng thấy hay thiệt á. À đều. Thì trong đây mình đã lấy hết rồi, bây giờ mình sẽ nấu tiếp mấy cái Titanium nè. Các bạn đừng gọi là Gold nha, Titanium, còn sắt là Endurium. Bây giờ mình sẽ lấy cho mình cái stick. Rồi mình làm cái rồi lá cờ American. Để mình coi lại công thức coi. Công thức là như vậy nè. Fuck you công thức. Công thức cũng hơi khó các bạn. Mình để cái stick ở đây phải không? Rồi để mấy cái sodium vô đây. Rồi mình bỏ cái endurium block vô đây. Sau đó mình spam. Làm. À, một cái thôi hả? Quên. Đó, đây là lá cờ không phải là sugar nha các bạn. À, mình sẽ đặt
xuống dưới đây. What? Theo những nhà khoa học đã nói thì cái này phải ném xuống đất á thì được. Ok, ném thì ném. Ấy khoét, bóng lộn. Ui. Đó. Ơ nó quay về đây xấu vậy. Bây giờ mình sẽ đi về phía nó nè. Mình sẽ quay xoay xoay thấy không? Mình xoay về hướng nào mình thích là được. Mình xoay hướng này đi. Rồi đó, phải không mình xoay được á. Để mình đây, nhảy lên. Có gì sai sai. Nhảy lên. Không ta. Gì đây? Nút gì đây? À nút đi lên. Rồi đó. Đó. Bây giờ mình có cái spawn rồi, mình đi đâu á mình chỉ cần nhìn vô cái này là mình có thể thấy được đường về nhà của mình. Thì ok, nếu bạn thích cái series này của mình thì nhớ like và subscribe để mình có động lực làm tiếp nha. Ok, thì các bạn có những đóng góp ý kiến nào thì gửi về đây. Thì một like nha. Một like thì mình sẽ làm tiếp tập 2. Ok, bye bye mọi người.